Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới trong thế giới Minecraft, thanh gươm diệt quỷ. Mới vào thì nó cho mình lên núi luôn rồi. Ủa nhưng mà đây là cái ngọn núi có khoáng sản nha. Để mình coi. Ồ, sao than không vậy ta? À đây, có cái khoáng sản mà mình cần luôn nè. Mình sẽ cần những cái loại khoáng sản trắng giống như vậy. Nó có tên là Scarlet. Mình sẽ cần những cái quặng Scarlet này để có thể chế tạo ra những cái thanh kiếm diệt quỷ đấy. Quá tuyệt vời luôn. Còn bây giờ thì để mình xuống núi cái đã. Chưa gì cho lên núi là thấy không ok la rồi đó nha. Ô, nhưng mà được cái là có cụ. Gần đây có cụ luôn. Hơi bị ổn ấy. Mấy cụ? À, chỉ có một cụ duy nhất thôi. Vậy thì không ổn rồi. Ôi. Ôi quá thiệt. Đây là Yorichi. Ôi mới vào mình đã gặp được Yorichi rồi. Mà đã vậy Yorichi còn cầm tới tận là mấy cây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cầm tới 6 cây kiếm trên người lận. Chà, nhiều kiếm vậy cho xin cây xài kém ơi. Mình xin được không? À không xin kiếm được. Ờ, phải xin được cây kiếm thì hay biết mấy ha. Người thì 6 cây, người thì không có cây nào. Buồn của Lộc luôn. Ờ mà khúc này không có gỗ nữa. Chắc mình phải leo lên tiếp trên núi kia nữa thì mới có thể lấy được gỗ rồi. Sao mới khởi đầu mà thấy gian nan dữ người ta. Hết xuống núi rồi bây giờ lại lên núi tiếp này. Ê. Và mình đã xong được một cái nhiệm vụ thứ nhất rồi. Mình sẽ lên đỉnh núi rồi sau đó mình sẽ coi những nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì. Ơ, đằng kia là một ngôi làng. Chà, khởi đầu này kiểu vừa đấm vừa soi ấy nhờ. Nó cho mình một cái nơi xuất hiện không có quá đẹp, nhưng mà đánh đổi lại thì nó cho mình rất là nhiều nguồn tài nguyên luôn. Bên kia còn có một ngôi làng. À không hẳn đâu, nó là cái nhà của ai đó thôi chứ không phải cái làng. Lại mừng hụt tiếp rồi. Bây giờ mình sẽ coi nhiệm vụ của mình. Hiện tại mình đã xong được nhiệm vụ 1 là mình tìm ra cái ngọn núi Sarigiri. À, cái ngọn núi mình đang ở là Sarigiri ha. Nhiệm vụ tiếp theo là mình cần phải chiến thắng Sabito. À, một xíu nếu được thì mình sẽ thử đi tìm Sabito để mình làm cái nhiệm vụ đó xem. Nhưng mà bây giờ mình chưa là một cái người diệt quỷ đâu. Mình phải giết được một con quỷ đầu tiên thì mình mới được phát đồ của người diệt quỷ thì phải. Thế nên là bây giờ mình phải tranh thủ mình sắm cho mình một cái set dụng cụ nè, một bộ giáp cũng như là một cái vũ khí nào đó để có thể phòng thân trước đi. Tại vì trong thế giới thợ săn quỷ này á, có rất là nhiều con quỷ mạnh luôn, mà ban ngày thì nó không có xuất hiện đâu. Tới ban đêm ấy, cái nó rình rình là nó mần thịt mình đấy. Trước mắt là mình sẽ làm một cái set dụng cụ trước nè. Mình sẽ cần một cây rìu. Cây rìu vừa là vũ khí và vừa là dụng cụ chặt cây của mình luôn á. Chỉ là một cây cúp thôi. Cây cần hai thứ này. Rồi, giờ thì kiếm đá rồi nâng cấp lên thôi. Và mình sẽ khám phá cái ngọn núi Sarigi này coi. Coi nó có thứ gì tốt cho mình không. Ồ, lên núi thì mình vẫn gặp được Yorichi nữa. Kiểu như Yorichi xuất hiện ở khắp mọi nơi ấy nhờ. À, và ngọn núi này hay có quỷ, thế nên là có rất là nhiều thợ săn quỷ ở đây nè. Đó, khi nào mà mình trở thành thợ săn quỷ là mình sẽ được phát một bộ đồ rất là đẹp giống như vậy. Kèm theo đó là một chú quạ để đưa tin nữa. Ồ, cũng hay ho. Coi còn gì khác không? Hả? Ngoài ra thì mình còn gặp Makomo. Ồ, có Makomo rồi. Liệu rằng trên núi này có Sabito luôn hay không? Có vẻ là gần đây không có Sabito rồi, chỉ có Makomo thôi. Và ở đây còn có cái người kiểu sau này bán kiếm cho mình nữa nè. Được, ở nhà mai mốt mình có mấy cái quặng Scarlet, chắc chắn là mình sẽ tìm người đó để mua kiếm rồi. Và đây là nhà của ai nữa đây? Nhà bỏ hoang. Có đồ ăn, đồ các thứ nè. Ok, mình xin luôn, đang đói bụng. Quá trời hợp lý. Tự nhiên cái mình lại có thêm bánh mì à. Rồi làm liền vài ổ bánh mì đặc biệt thơm ngon ăn nào. Vậy
giải quyết được vấn đề đói bụng rồi. Ơ, đây là Iguru, xà chủ. Mới vào mình đã gặp được một trụ cột đầu tiên rồi. Quả thật là một khởi đầu rất là thuận lợi ha. Chưa có khó khăn gì hết. Thôi nãy giờ thì đi. Ủa đây là ai nữa đây? Đây là Muichiro. Vừa gặp được xà trụ rồi gặp liền được hà trụ luôn á. Hai trụ cột rồi. Bên đây còn có ông lão nữa nè. Ok, như vậy cái ngọn núi này ban ngày á, mình đánh giá là nơi rất là an toàn để cho mình có thể đi kiếm đồ đạc nha. Được. Mình sẽ sớm quay lại ngọn núi này. Còn bây giờ thì chắc mình xuống núi tiếp thôi. Để mình đi lấy đá với cả là đi lấy len cù. Và có thể làm được cái giường. Tại vì bây giờ giai đoạn đầu mà mình không đi ngủ sớm á, mình thức khuya là kiểu gì mấy con quỷ mạnh mạnh nó cũng tìm tới nhà rồi nó lụm cục kẹo mình cho xem. Mình không thể để cho nó lụm mình dễ dàng như vậy được. Rồi đây có đá luôn nè, tranh thủ lấy thêm đá luôn. Có đá mình sẽ nâng lên cây cúp đá. Đào cho nó nhanh hơn. Chắc mình sẽ đi tìm sắt luôn ấy. Hồi nãy mình vừa nghe con zombie nó rên ở dưới nè. Vậy là ở dưới này nó có một cái hang. Nó đây, à chắc chắn rồi. Nó đâu dưới này nè. Sắt luôn. Ngon. Máy sắt. Wow, nhiều vậy. Tốt. Chỗ này cho mình cỡ 9 sắt. Cũng ok. Mình sẽ dùng gỗ để nấu ra. Vì bây giờ mình đâu có than đâu, nên mình dùng gỗ tạm cũng được. Ấy, cuối cùng thì cũng tìm ra cái hang ở dưới này rồi. Còn zombie nãy giờ rên đâu? Bước ra đây. Nãy giờ ngươi là ngươi hơi bị ồn rồi đấy. Ok, kìa nó kìa. Lại đây. Thích thì bá vô đây. Rồi, xong phin. Ủa, cái hang này cũng khá là sâu á nha. Và nó còn có thêm cả sắt nữa. Tranh thủ luôn. Lấy thêm để tí đem lên kia nung một thể. Tạm thời thì mình có trước 6 sắt. Mình sẽ ưu tiên làm một cái cây cúp bằng sắt nè. Với cả một cái xô trước. Đây là những thứ thiết yếu nè. Rồi đi múc thêm một cái xô nước. Ý, trời tối rồi. Ồ, có con quỷ xuất hiện bên ngoài kìa. Yêu. Thôi, mình không lên đâu. Mấy con quỷ nó đang quánh nhau ở trên thì sao á. Hình như bên ngoài đang có một cái trận chiến kinh thiên động địa gì á. Mình ở dưới mà mình nghe quá trời ồn luôn. Mèn đét ơi. Mình cũng muốn lên đi tìm hiểu như thế nào á. Nhưng mà lỡ mà mấy con quỷ phát hiện mình là xong luôn á. Ủa sao giờ im lặng vậy, hết nghe tiếng gì vậy? Ủa. Ủa hình như trận chiến đã kết thúc hay sao á. Vậy là không biết ai thắng ai thua nữa đây. Mà hồi nãy không biết là tiếng của con gì nó đánh nữa. Mà nghe ghê thiệt chứ. Thôi, làm liền cái giáp mà mặc cho đỡ sợ coi, run quá. Có miếng giáp thì ra, ít ra nó cũng tự tin hơn. Còn dư 2 sắt hả, làm luôn cây kiếm đi. Rồi, sạch xanh xanh rồi đó. Giờ không còn miếng sắt trên người nữa. Gom đồ nghề rồi đi xuống hang tiếp thôi. Đi ở ẩn vài bữa. Đợi khi nào mình mạnh thì mình sẽ ngồi lên mặt đất và tìm những cái con quỷ mạnh mạnh để mình tiêu diệt nó. Cái hang này có vẻ cũng dẫn khá là sâu và nó còn có con quỷ ở đây nữa. Đây là con quỷ lửa dài. À, con này thì chắc mình bằng gõ được, yên tâm. Để mình xử nó. Mặc dù mình cũng không mạnh lắm nhưng mà với con này thì mình nghĩ mình có thể bem được. Ừ, còn té nữa. Mà con này có vẻ nó không biết trèo tường. Mình sẽ đứng ở trên và đánh nó thôi. Ý, sao mà đỡ được con quỷ lửa dài kia. Ây da. Ủa, nó đánh một phát một mất 3 trái tim của mình. Và con quỷ này nó hồi máu khá là dữ luôn. Mình mà không đánh nó liên tục là nó sẽ hồi máu đấy. Này thì hồi máu. Rồi. Và mình đã tiêu diệt được một con quỷ thành công. Và đồng thời mình đã trở thành thợ săn quỷ rồi. Mình nhận được một bộ đồng phục nè. Cho khá là nhiều giáp luôn. Wow. Mặc vào thì có vẻ là giáp còn nhiều hơn cả giáp sắt của mình hay sao á. Chính xác. Giáp này cho tới 10 lần. Ok, chắc mình sẽ mặc đồng phục diệt quỷ đi ha. Cho đẹp. Và đây là chú quạ của mình nè.
còn đưa mình tọa độ của cái núi Sarigi nữa. À, là cái ngọn núi hồi nãy mình leo lên đó. Ra là vậy. Ê, và dưới này còn có cả kim cương cho mình nè. 1, 2, 3, 4 và 5 quặng kim cương. Wow, cái hang này ok la vậy. Chắc mình ở dưới hang luôn thôi, tại vì ở trên mình vẫn còn nghe tiếng đánh nhau các thứ kìa. Ừ, có vẻ là hết rồi. Hết sạch rồi. Không còn kim cương nào ở đây cả. Chắc bây giờ mình phải lên trên và tìm một cái hang khác thôi. Không biết là trời đã sáng chưa nữa. Hồi nãy giờ mình cũng ở đây rất là lâu rồi đấy. Trời sáng đi. Ui, cái này là tiểu cường đó hả? Ui, phải tiểu cường không vậy? Sao nhìn giống tiểu cường thế? Yêu. Ồ ồ ồ. Ở ngoài mình lại nghe tiếng tiếp rồi. Cái gì đây? Cái gì đã tiêu diệt quỷ rồi? Ồ, vừa có một con quỷ thứ dữ đã bị tiêu diệt à? Mình phải nhanh chóng lên trên coi tình hình như thế nào mới được. Ôi mà chú quạ của mình đâu rồi? Ở đây đây đây. Tại vì mình có đúng một chú quạ này thôi. Mình phải giữ mới được. Để có gì còn giao nhiệm vụ cho mình nữa. Oh what? Ôi mình như mình vừa nhập gặp một con quỷ. Ê! No! Ui. Oh my god, cái thế giới diệt quỷ này nó rất là căng thẳng luôn. Coi cơ. Xung quanh mình đầy rẫy những trận chiến giữa những thượng quỷ với những cái người diệt quỷ cơ. Với những trụ cột cơ. Wow, không biết chừng nào mình mới có đủ trình độ để chiến đấu như vậy nữa. Phải cố lên mới được. Nhìn những trụ cột và những thành viên diệt quỷ đang ra sức chiến đấu cơ. Mình cũng muốn góp sức lắm nhưng mà bây giờ mình giống như là con kiến mà cắn đi nóc vậy đó. Coi coi coi, rồi luôn. Thượng huyền nhất rất là mạnh luôn á. Ồ, đằng kia là Tanjiro. Cố lên Tanjiro. Rồi luôn, Tanjiro kèo này căng rồi. 1 cân 2. Ây ui. No. Rồi luôn. Thất bại rồi, thất bại đầu tiên của mình rồi. Không được, mình sẽ lấy cái này làm động lực để mình cố gắng tăng tiến sức mạnh thôi. Đầu tiên là mình phải kiếm được một cái thanh gươm diệt quỷ trước rồi đó. Mình sẽ đi tìm cái quặng Scarlet. Scarlet đâu? Đây 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 đây, mình thấy rồi, mình thấy rồi. Ủa? Ô mà tính ra hồi nãy nó còn cho mình cây kiếm mà ta. Ô, nó cho mình sẵn một cây kiếm diệt quỷ sau khi mình trở thành người diệt quỷ này á. Mình quên lấy ra dùng à. Và đây là thanh kiếm có hơi thở của gió. Ồ, hơi thở của gió này cũng ok. Rồi có kiếm là mình tự tin hơn rồi đó. Hồi nãy phải mình có cái kiếm này là cái con quỷ kia nó xác định với mình rồi. Thiệt tình luôn. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục đào những cái quặng Scarlet này. Chủ yếu là mình đào mình để dành đó. Rồi mới mốt mình gặp mấy cái người bán kiếm, mình sẽ dùng cái quặng Scarlet này để mình mua những cái kiếm mạnh hơn. Ê, ê, đằng kia mình thấy hình như là mấy chiến binh gà. Ồ, ở đây còn có mấy chiến binh gà nữa à. Được quá ta, để mình qua bển mình test sức mạnh hơi thở của gió của mình luôn. Ok phết. Rồi, chuẩn bị đón nhận sức mạnh hơi thở của gió nè. Giỡn mặt hả? Nhưng mà hồi chiêu khá là lâu á, mình thấy vậy. Là ở đây. Wow. Kiếm mạnh, kiếm mạnh, kiếm mạnh. Còn thanh niên nào nữa? Bước ra đây. Nè. Hơi thở của gió nè. Ui, hắn đỡ đòn được. Ây da. Đông quá, đông quá, đông quá. Ui. Nhưng mà có vẻ hơi thở của gió khi mà đánh với những đối thủ mà full giáp, full khiên như vậy thì hơi căng nha. Vẫn đối đầu được nhưng mà hơi khó khăn một xíu thôi. Rồi, và mình được thêm vài miếng thịt gà một xíu bỏ bụng nè. Ở cái rương này sẽ cho mình vàng và rất nhiều cà rốt vàng luôn. Cũng ok.
Ngoài ra thì ở trên núi còn có những cái quặng scarlet nhưng mà hàng hiếm. Cái này thì hiện tại mình chưa có đào được đâu, mình phải dùng cái cúp kim cương mới đào được. Mình chỉ có thể đào được những cái quặng như vậy thôi. Ok, cái nào đào được thì mình đào. Không có vội, không có vội. Mặc dù mình ở trên cái đỉnh núi nhưng mà mình vẫn nghe tiếng đánh nhau ở đâu ấy. Tò mò thiệt luôn. Nghe tiếng đánh nhau là xác định là gần đây có đang có một cái trận chiến giữa quỷ và thợ săn quỷ hay sao ấy. Khả năng cao là như vậy. Rồi và ngọn núi này vẫn còn rất là nhiều những cái quặng scarlet. Tha hồ cho mình đào luôn. Đằng xa kia, xa xa đằng kia còn có cái khối ngọc lục bảo miễn phí nữa cơ. Đây, lấy nốt luôn. Ồ, có đúng một cục hả ta? Ít vậy. Cũng được thêm 9 viên ngọc lục bảo. Mình nghĩ mình đào thêm tầm vài chỗ scarlet này nữa thì mình sẽ xuống núi và quay lại cái ngôi nhà mà ban đầu mình gặp ấy. Mình thấy trong ngôi nhà đó có người ấy, nhưng mà không biết cái người đó còn sống qua cái đêm vừa rồi hay không, hay là bị quỷ ăn thịt nốt rồi. Mình cũng lo lắm. Thôi chắc là qua đó liền luôn đi, để coi tình hình người đó như thế nào. Vì bây giờ mình cũng đã là thợ săn quỷ rồi, cũng có một chút gọi là sức mạnh rồi đó. Có kiếm hơi thở của gió luôn mà. Hơi bị quách xà lách. Nhưng mà có điều chưa thuần phục sức mạnh cho lắm thôi. Thế nên là gặp quỷ chắc cũng hơi bỡ ngỡ á. Đằng kia cũng có một cái ngôi nhà nhưng mà có ngựa zombie kìa. Sao lạ vậy ta? Sao lại có ngựa zombie ở đó nhờ? Qua xem tình hình coi. À, đây là một cái chuồng ngựa. Ui, có quỷ. Oh my god. À, con quỷ này đi nuôi ngựa. Con quỷ nuôi ngựa. Ây dù. Nhưng mà mình sẽ dùng cây rìu đánh đi. Mình dùng kiếm là sẽ đánh trúng cả ngựa. Này thì con quỷ nuôi ngựa. Ngươi có ngon ghê đây. Bà coi với ta. Bước ra đây. Vô 500 hiệp với ngươi luôn. Lên đây. À, rén à. Này thì rén hả? Đâu rồi. Con quỷ đâu rồi? À, con quỷ đây. Này thì quỷ nè. Này thì con quỷ chăn ngựa. Một con quỷ chăn ngựa xuất hiện trong cái chỗ này à. Giật hết cho mình. Rồi. Ở đây thì có những cái giáp ngựa, đồ các thứ nè. Nhưng mà không có yên. Con quỷ này nó không có tâm rồi. Ủa, mình mở được cái thành tựu gì cơ? Con này nữa, ngươi tính làm gì? Được, ngươi lên đây. Này thì láo nháo. Và ngựa zombie thì mình có thể cưỡi được không? Ngựa zombie thì mình không thể cưỡi được. Hơi tiếc nhờ. Mà ở đây nó có kiện rơm nè, để mình lấy kiện rơm cái đã. Dưới này còn hỗn độn lắm. Hình như có tận dưới hay sao á. À, ở dưới này nó có cả lòng spawn luôn nè. Bảo sao ạ. Mình sẽ dùng hơi thở của gió để mình tiêu diệt hết bọn này. Vẫn còn trong đây đông. Trong đây vẫn còn đông lắm. Ở trong những cái chỗ góc hẹp như vậy mà dùng hơi thở của gió thì cũng rất là ok nha. Nè, đập nốt lòng spawn đi. Và có rất là nhiều giáp ngựa kim cương luôn. Giáp lưới đâu cả. Giáp lưới thì chắc không có trâu bằng giáp của mình đâu. Nên là mình sẽ không có nhặt. Mình sẽ lấy một cái yên tạm đi. Và nó có cái giường. Hay ta. Mình sẽ lấy cái giường này để làm giường ngủ của mình luôn. Đỡ phải đi săn cụ. À, đây là rương đồ ăn đâu nè. Cũng ok. Rồi, sơ bộ thì đây là cái chỗ chỉ để nuôi ngựa thôi á. Và đêm nay thì chắc mình sẽ ngủ sớm á. Mình có giường rồi mình sẽ không thức khuya đâu. Mới thức khuya con bữa đi lên trên không đúng lúc phát thôi. Bị con quỷ nó đánh không chịu phát nào nên là mình cũng hơi rén rồi. Trời sáng thì mình sẽ đi qua hỏi thăm sức khỏe của cái người trong ngôi nhà hồi nãy. Cái ngôi nhà đó nằm ở đâu ta? Cái nhà đó đâu đó bên đây thì phải. Chính xác rồi, nhà đó bên đây nè. Không biết là trong nhà còn người hay không đây. Hy vọng là còn nha. Còn không? Vẫn còn. À, đây là nhà của người sắt hay sao ấy. Có sắt nè. Hello. Đây là chiến binh người sắt nha. Đi nghe keng keng luôn. Hết rồi, nhà người đó chỉ có cục sắt thôi. Uầy, hồi sớm có con quỷ nữa.
What? Đây là chỗ hồi nãy mà mình bị con quỷ đánh sắp mặt này. Có những thợ săn quỷ đã bị quỷ đánh bại rồi, và xác vẫn còn nằm rải rác ở trên mặt đất này. Ủa, con quả này giống quả của mình vậy ta, đúng không? Ồ, chính xác, này là quả của mình. Tìm lại quả của mình rồi. Ồ, mà con quỷ hồi nãy nó tán mình ở đây, nó đi mất rồi. Mình muốn quay lại trả thù nó ghê á. Ê, trên ngọn núi Sagiri thì mình thấy có thanh niên nhìn giống ăn cướp, ăn trộm lắm. Thời buổi quỷ hoành hành các thứ như vậy mà ngươi dám đi ăn trộm ăn cướp hả? Ngươi cũng liều lắm. Thôi được rồi, mình sẽ tiễn hắn chầu trời luôn. Đâu rồi, hắn chạy đâu rồi? À, chạy nhanh dữ ta. Nghe mình lên cái là chạy liền, ráng liền. Ồ, đây rồi. Yes, mình đã gặp được Sabito. Và nhiệm vụ của mình bây giờ là cần phải chiến thắng Sabito thì mới có thể đạt được cái nhiệm vụ thứ hai này. Thôi được rồi, mình sẽ chiến đấu với Sabito bằng sức mạnh của mình luôn. Vô. Căng vậy. Này thì Sabito nè, mình cũng có hơi thở các thứ rồi đó. Ui, Sabito dùng hơi thở của nước ghê chưa cơ. Ui, đang đánh nhau mà còn có con quỷ xuất hiện nữa, chết tiệt. Ôi, một lúc phải đối đầu với hai người luôn. Con quỷ đã lụm rồi. Ôi, mình thắng chưa? Ê, mình đã đánh bại được Sabito rồi. Ờ, và Sabito đã biến mất rồi. Ồ, và nhiệm vụ của mình đã xong rồi ha. Quay, nhiệm vụ thứ hai chiến đấu với Sabito kiểu như là để làm quen với sức mạnh của hơi thở. Và có vẻ là Sabito cũng rất là mạnh luôn á. À, kèo căng nha. Để coi nhiệm vụ thứ ba của mình là gì. Tiêu diệt con quỷ, quỷ tai. Ở đây có quỷ nè. Mình qua mình mần thịt mấy con quỷ này mới được. Bây giờ mình đã là một cái thợ săn quỷ rồi mà. Con quỷ này mạnh vậy. Ouch. Hơi thở của gió của mình quýnh nó không xi nhê luôn á. Này thì ha, quỷ dữ nè. Rồi, tiếp tục nào, bước vô đây, ba con quỷ bước vô, nhào vô. Thích thì bá vô đây mà nút. Một căn ba luôn. Mấy con này cũng mạnh nha. Không đùa đâu. Và khi mình càng tiêu diệt nhiều quỷ á thì mình cũng sẽ càng trở nên mạnh hơn nha. Hiện tại thì mình đã có được thêm 4 cái trái tim rồi cơ. Và hồi nãy mình có nói đi tìm con quỷ tai đúng không? Thì bây giờ nó đã tự tìm tới đây để nộp mạng cho mình rồi. Nó kìa, người tới số rồi, quỷ tai à. Mình sẽ xuống dưới mình mần gọi nó, lượm cục kẹo nó thôi. Bước vô đây. Này thì quỷ tai. Quỷ tai căng vậy. Này thì quỷ tai. Quỷ tai hả? Này thì quỷ tai nè. Một thức của mình thôi là kéo hơn nửa cái máu nó liền. Giỡn mặt hả quỷ tai? Này thì quỷ tai. Mình đã tiêu diệt được quỷ tai rồi. Ủa, nhưng mà sao nó không lên cái thành tựu ta? Cũng lạ thiệt. Rõ ràng là mình đã dùng chính sức mạnh của mình, không có sự hỗ trợ của ai để tiêu diệt con quỷ tai. Thế nhưng mà mình không có hoàn thành được cái nhiệm vụ rồi. Ở đây đây, nó lại xuất hiện thêm một lần nữa ở khu vực này. Ouch. Ai đánh lén vậy chứ mà đánh lén. What? Sẽ tiếp tục tiêu diệt nó thêm một lần nữa. Để coi nó có cho mình hoàn thành nhiệm vụ hay không. Dạ, căng vậy. Đông quá. Mình phải tiêu diệt lẹ không thôi là nó sẽ hồi phục đấy. Rồi, và lần này thì mình đã tiêu diệt thành công con quỷ tai rồi. Yes, nó cũng đã cho mình cái thành hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ồ, vẫn chưa được nè. Ủa, gì kỳ vậy? Rõ ràng mình tiêu diệt được quỷ tai rồi mà. Ôi, đằng kia có con quỷ mọc sừng. Ouch, con quỷ này. Trời ơi, hai sừng luôn rồi. Làm sao mà ra nông nổi này vậy? Trời đất. À, con này chắc được tiêm máu Muzan hay sao nè. Bảo sao nó mọc sừng. Chạy, mình yếu máu rồi. Mình không thể bị ăn hành tiếp được.
chạy thôi, chạy thôi. Quay về chuồng ngựa thân yêu của mình. Chuồng ngựa vẫn là nơi an tuyệt vời nhất. Đúng khổ luôn á, ngày đầu tiên đi ngủ ở đâu? Ngủ chung với ngựa, ngủ ở chuồng ngựa. Ai rồi cũng sẽ ngủ chuồng ngựa thôi. Rồi, và hồi nãy mình có cái sừng nè. Ồ, cái sừng này mình có thể dùng được luôn á. Ú, mình có hai sừng rồi nè. Ồ, mà vậy cũng đâu có hay hoài đâu ta, bị mọc sừng mà. Thôi, tự nhiên đang đẹp trai mà một hai cái sừng cái nó bị cao lên mấy cm đó ta. Rồi, và như vậy trong ngày đầu tiên thì mình đã trở thành thợ săn quỷ và nói chung cũng đánh bại được vài con quỷ ở cái tầm sức mạnh của mình. Và thanh kiếm khởi đầu của mình là thanh kiếm hơi thở của gió, và mình thấy nó cũng khá là mạnh. Mặc dù khi đối đầu với những con quỷ như là quỷ tai thì nó còn hơi đuối một xíu, nhưng mà chắc từ từ mình rèn luyện thì chắc mình sẽ tăng tiến sức mạnh sớm thôi. Và hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm có được những cái thanh kiếm mạnh hơn nè, và tìm được những người bạn để hỗ trợ trong cái việc tiêu diệt những cái con quỷ trong cái hành trình làm thợ săn quỷ của mình. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày sinh tồn kế tiếp trong thế giới thanh gươm diệt quỷ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.